ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em biết anh cũng đang chờ mong, thôi để em nói anh nghe một câu. Anh có muốn đưa em về không? Anh có muốn đưa em về không? Em chỉ hỏi anh lần này thôi. Anh ơi anh muốn đưa em về không? Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, trộm nhìn anh thật lâu, em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba, vâng, xin chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em lại lên một clip ở ngoài cơ sở miền Bắc, có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Các bác có thể thấy là ở cửa hàng đang ngập tràn rất rất nhiều hàng loa bãi. Nhưng mà trong clip ngày hôm nay thì em sẽ không nói về những dòng loa bãi này. Mà ngày hôm nay thì em đang có một lô hàng mới về hàng. Đây là một lô hàng súp điện Bát 30 mang thương hiệu của Neck Autic. Một thương hiệu mà rất là nổi tiếng trên thị trường âm thanh Việt Nam. Một thương hiệu mà có từ rất lâu rồi. Các bác thường hay nghe đến những dòng neck của những chiếc vang, của những chiếc nâng. Thì ngày hôm nay em đang có về được một lô hàng súp điện Bát 30 mang thương hiệu của Neck Autic, hàng chính hãng được bảo hành 2 năm. Với những chiếc súp điện Bát 30 này thì các bác có thể phối ghép được bộ dàn trong không gian từ khoảng 30m² đổ về, để tăng thêm tiếng bát của những bộ dàn nghe nhạc cũng như là bộ dàn karaoke. Nghe nhạc hay karaoke mà không có tiếng súp thì sẽ không thể trọn vẹn, không thể hay được. Đây là những sản phẩm mà để kêu gọi những sự cảm xúc của người nghe hay như người hát. Mà những chiếc súp điện hay súp hơi hiện nay thì bộ dàn karaoke hay bộ dàn nghe nhạc đều cần phải có. Thì hôm nay nhân tiện hàng về đây thì em làm clip để giới thiệu luôn tới các bác một chiếc súp điện rất là hay, mà là một hàng chính hãng rất nổi tiếng của công ty Neck Autic, có model là SPT12. Và phiên bản này thì đang có hai loại màu, màu vân gỗ và màu đen, để cho chúng ta có thể lựa chọn phối ghép vào không gian gia đình, phối ghép vào phòng khách cho phù hợp. Bây giờ thì em sẽ chuyển chiếc súp này một chiếc vào trong kia để em mở hộp ra để review giới thiệu các bác về ngoại thất cũng như đánh từ tiếng bát của chiếc súp điện này nhé. Và đây rồi, em đã chuyển một chiếc súp vào trong này để mở hộp. Thì trước khi mở hộp, em sẽ giới thiệu về bên ngoài cho các bác. Chiếc súp Neck Autic này có model là SPT12, công suất là 200W. Đó, đây. Và có cân nặng là 18,5kg. Có kích thước là 51-49-49. Ok, cầm giúp anh máy quay để anh mở hộp. Bên trong thì có lớp xốp đậy rất là chắc chắn, thấy không? Nè, rất là dày này. Bây giờ không phải là làm bằng ni lông nhá, đây hoàn toàn là bằng vải này, vải xốp này, chống xước mặt xốp. Đây là quả xốp vân gỗ. Và ở bên dưới thì sẽ có 4 chiếc đế chân đi kèm. Với 4 chiếc đế này thì các bác yên tâm có thể để dưới sàn nhà, không lo bị ẩm mốc hay là bị ướt.
Và đây là phần ngoại thất của chiếc SUV Nex FPT 12 Watt 30 này. Logo của Nex Autotech E-cang bằng vải. Đây là bát của chiếc SUV Nex, Nex Autotech. Logo in dập trực tiếp vào offer. Gân là gân cao su này. Gân cao su. Ở đây sẽ có một chiếc tem chống hàng nhái hàng giả của công ty phân phối Nex. Tem niêm phong sản phẩm H30. Vân gỗ rất là đẹp. Mã quét QR. Và chiếc SUV này thì có hai phiên bản màu các bác nhé, phiên bản màu đen và phiên bản màu gỗ, tùy thuộc các bác thích lựa chọn màu nào để phối ghép. Phía sau phần hậu, đây là tín hiệu đầu vào từ vang hoặc âm đi xuống này, và đây là volume của SUV. Power on mode auto on tức là bật nguồn này, các bác có thể chuyển về on này, mặc định là bật nguồn. Auto tức là tự động sẽ tự tắt nguồn sau khi không có tín hiệu đổ vào. Bass mode là tăng tiếng bass, tăng bật on là tăng tiếng bass. Tạp pha âm pha dương. Cắt cốt này, đây là cốt của chiếc SUV này là từ 50Hz cho đến 150Hz. Các bác có thể để khoảng tầm 90 tới 100 là chuẩn nhất. Thêm một chiếc tem của công ty V Audio sản xuất, đây là lô hàng mới về sản xuất năm 2022 này, tháng 2 này. Nước nguồn phía sau, một cổng rắc cắm input bằng Canon này, và dây nguồn là dây nguồn liền. Lỗ thông hơi phía sau, lỗ thông hơi này thì phía sau thì tiếng bass rất là sâu và uy lực cũng như dòng loa. Một chiếc SUV điện Bass 30 rất là thon gọn, rất là nhỏ nhắn. Công suất đầu vào là 200W. Với những SUV điện thì các bác chỉ cần lấy tín hiệu từ vang này hoặc âm ly xuống thôi là bên trong đã có mạch công suất rồi. Ok, và bây giờ thì em sẽ test thử tiếng bass của chiếc SUV điện Nex FPT 12 nhé. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi.
À, vâng, vừa rồi thì các bác cùng thưởng thức một đoạn nhạc có chiếc Subnex Bass 30 SPT-12. Các bác nào có nhu cầu về sản phẩm Subnex chính hãng này thì hãy liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online. Ở cơ sở miền Bắc có số hotline là 0919182233 và 0869972229. Cơ sở Sài Gòn có số hotline là 0982352313. Và hiện tại thì Hiếu Minh Audio đang có hai cơ sở chính bán lẻ. Ngoài miền Bắc có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong Sài Gòn có trụ sở tại 48B, Cự Xá, Ba Điểm, Hóc Môn, Sài Gòn. Và nằm trên quốc lộ 22 cách bến xe An Sương khoảng 500-700m. Một chiếc SUV chính hãng mang thương hiệu của Nec Autotic, một thương hiệu rất là nổi tiếng có từ rất lâu rồi. Và hôm nay thì một chiếc SUV đã về hàng tại Hiếu Minh Audio. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay, nhanh tay liên hệ với Hiếu Minh nhé. Bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.